Tập 49. Tướng quân, Mạc tướng đánh chiếm thành Ngạn Lâm, còn có một thỉnh cầu nho nhỏ. Còn có thỉnh cầu. Được, cứ nói đi đừng ngại. Mặc dù nói công hạ thành Ngạn Lâm không phải là chuyện khó, nhưng lỡ như có bất trắc, đại doanh phải phái người đi cứu viện, xin tướng quân cho phép nhị thúc lãnh binh tiếp ứng cho ta. Chuyện nhỏ thôi, ta đồng ý. Tạ tướng quân. Nhất định phải nhớ lấy lời dặn của cha con, tuyệt đối không được uống rượu. Còn nữa, phải nhớ đề phòng Hà Hiệp. Cháu cứ yên tâm, chuyện này nhị thúc biết chừng mực. Lần này nhất định phải công hạ được thành Ngạn Lâm, làm cho nhà họ Quý ta nở mày nở mặt. Dạ. Nhị thúc, vậy con đi trước. Cẩn thận đấy. Chủ soái, cứu viện. Chủ soái, quân ta bị đại quân của Sở Mặc Nhiên phục kích ở ngoài thành Ngạn Lâm, tình thế rất cấp bách. Xin chủ soái mau chóng phá đại quân chi viện. Tướng quân, chắc chắn là do gần đây ở biên giới Tân Lương đột nhiên có người chu cấp quân lương cho chúng, nên mới làm cho sĩ khí trong quân tăng cao. Nếu không, quân Tấn chắc chắn không thể lấy ít thắng nhiều. Lập tức phái diện binh. Quý tướng quân, Quý Thượng Ninh đâu? Báo. Quý tướng quân uống sai rồi, gọi thế nào ngãy cũng không tỉnh. Cái gì, cái gì? Giờ lúc này còn uống rượu, quá đáng lắm. Báo. Tướng quân, Mạc tướng đến trễ. Khi ta vừa kịp đến, quân Tấn đã rút lui hết rồi. Quân Vĩnh Tiêu toàn quân bị tiêu diệt. Quý Diễm tướng quân tử trận xa trường. Diễm Thi. Diễm Thi. Các vị tướng quân, mọi người có từng nghĩ chúng ta vì cái gì mà phải chỉnh đốn binh sĩ xuất chinh, vì cái gì mà phải nam chinh bắc chiến không? Là vì chúng ta muốn Bạch Lang không bị nhục nhã lần nữa. Nỗi nhục nước Tấn đã quên rồi sao? Cứ nghỉ ngơi lấy sức đến bao giờ? Binh yếu thì dân suy, lão bá tánh khắp nơi đã chịu ức hiếp. Cho nên ai muốn làm nam nhi nhiệt huyết thì theo ta. Mở rộng bờ cõi, 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 mở rộng bờ cõi. Đương lúc dương cờ chỉnh đốn quân ngũ, lại xuất hiện một tên bại hoại, dựa vào quyền thế làm sang làm bậy, làm lỡ chiến sự, khiến cho quân Vĩnh Tiêu bị tiêu diệt hết. Bạch Lang ta không dung thứ được cho cái loại trùng mọt như vậy. Không dung thứ, không dung thứ, không dung thứ, không dung thứ.
Hà Hiệp ta, hôm nay muốn tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết, trong quân của ta, trên có tướng soái, dưới có binh, có tốt, đều bình đẳng như nhau, có thưởng có phạt. Quý Thường Ninh làm lỡ chiến sự, coi thường quân pháp, giết không tha, giết không tha, giết không tha, giết không tha. Chủ soái tha mạng, chủ soái tha mạng. Nào, uống rượu đi, nào nào. Ta kính huynh thêm một ly. Hay lắm. Hay. Hay lắm. Hay lắm. Đẹp quá. Hay, hay lắm. Hay. Hôm nay các vị ngồi ở đây đều là khách hàng thân thuộc của Kiều Yến Lâu. Chắc chắn các vị đều nắm rất rõ quy tắc của Kiều Yến Lâu. Hôm nay cũng là lần bán đấu giá sau cùng của Kiều Yến Lâu, cực cho các vị từ xa đến đây. Chỉ cần ở Kiều Yến Lâu mà bán đấu giá, bọn ta đến đây một chuyến cũng đáng. Thật không biết bảo bối sau cùng hôm nay của thập tam nương rốt cuộc là thứ gì vậy? Đúng vậy, cái gì vậy? Đem ra đây xem đi. Người đâu? Có. Buổi bán đấu giá không phải kết thúc từ sớm sao? Bọn họ vào đây mua gì? Hồi bẩm lâu chủ, buổi bán đấu giá quả thực đã kết thúc rồi. Chỉ là thập tam nương. Thập tam nương cô ấy. Thập tam nương thế nào? Nói. Hôm nay cô ấy còn có một món đồ sau cùng muốn bán đấu giá. Một món đồ sau cùng là cái gì? Món đồ sau cùng này tiểu nhân không biết là nên nói hay không nữa. Thứ bảo bối sau cùng này tất nhiên là khác lạ rồi. Chỉ cần các vị thế nào? Thập tam nương hôm nay chỉ mời mấy người bọn ta đến, chắc chắn đã biết được gia thế của chúng ta rồi. Đúng vậy, nói đi. Thứ bảo bối cuối cùng này rốt cuộc là gì? Đúng vậy, cái gì vậy? Nói đi, bảo bối gì? Đừng úp mở nữa, nói đi. Nói mau đi. Đó là... Thập tam nương.
Lâu chủ nói, chính là Yến Thập Tam Nương ta. Cái này là thật hay giả vậy? Ta không nghe nhầm chứ? Hay lắm. Thế nào hả các vị đại gia? Đối với vật đấu giá này có hứng thú không? Có chứ, tất nhiên là có. Có chứ, chỉ là Thập Tam Nương thực sự muốn lấy thân mình làm vật bán đấu giá sao? Có vấn đề gì sao? Thập Tam Nương ta cũng là một nữ tử bình thường, chỉ có điều muốn tìm một Đức Lang Quân như ý mà thôi. Được, ta muốn làm Đức Lang Quân như ý của cô. Nói đi, giá bao nhiêu? Đúng, ra giá đi. Nói đi. Bao nhiêu vậy? Được rồi. Tối nay chúng ta sẽ đem quy tắc này thay đổi đi. Được thôi, Thập Tam Nương nói đi, đổi thế nào? Đúng vậy, đổi thế nào? Các vị dùng viết lên giấy, các vị thấy thế nào? Hay lắm, không vấn đề, cách này rất hay. Kiều Yến Lâu của ta cũng là nơi tập hợp những người phong nhã. Hôm nay các vị được mời đến đây đều là những người có ăn học. Nếu đã như vậy, chỉ bằng sau khi ra giá, các vị ngâm một bài thơ, viết sao mặt giấy tặng ta. Nếu như bài thơ thực sự có thể hợp ý Thập Tam, há chẳng phải đã chốt hạ rồi sao? Được đấy. Trương công tử, 800 lượng hoàng kim. Được lắm. Ngoài đồng có cỏ dại, động lại dài hạt sương. Đây có một mỹ nữ, thanh thoát nét nhu mì. Hay, thơ hay. Rất hay. Mạnh công tử ra giá 1.000 lượng hoàng kim. 1.000 lượng. Thơ viết: phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà cô độc. Một mình thành chao đảo, hai mảnh nước ngã nghiêng. Hay, thơ hay. Thập Tam Nương, vẫn còn người ra giá. Còn có người à? Còn có. Thập Tam Nương, Đông công tử ra giá. Đông lâu chủ ra giá 10 vạn lượng hoàng kim. Bao nhiêu? 10 vạn lượng. 10 vạn lượng hoàng kim sao? Danh tác đó. Thơ viết: người đó vô tâm thích đêm đẹp, không nỡ để trăng chiếu tây lầu. Hay. Đúng là thơ hay. Thập Tam Nương,
Sao vậy? Không nỡ rời xa ta à? Hôm nay cô cảm tính quá. Cảm tính? Chính là lâu chủ Kiều Yến Lâu bảo thập tam ta tìm Đức Lăng Quân như ý. Ta chỉ là làm theo thôi. Đừng lấy hạnh phúc của mình ra đùa giỡn. Nói bọn họ giải tán hết đi. Đùa giỡn thì đã sao? Không đùa giỡn thì sao? 10 vạn lượng hoàng kim, lâu chủ rộng rãi với ta như vậy. Xem ra thập tam chỉ có thể lấy thân báo đáp. Đừng đùa nữa. Ta không cần biết trong lòng chàng có người phụ nữ đó hay không. Chàng không cần lo, cũng đừng từ chối ta. Ta biết chàng muốn gì. Ta cũng không đòi hỏi thứ gì ở chàng. Ta cũng sẽ không làm phiền chàng. Chàng biết không? Xin lỗi thập tam, ta không thể đến với cô. Đừng nói nữa. Tại ta bị ma quỷ ám thôi. Rót đi, rót đi. Sắp mở rồi. Đừng uống nữa, công tử. Đúng là không tệ. Đi, rượu cũng ngon. Thập tam nương, sao lại ngồi đây uống rượu một mình nhạt nhẽo vậy? Đúng vậy đó. Cái gì lúc nãy ra giá 10 vạn lượng hoàng kim đâu? Đúng. Cái người đó đâu rồi? Vậy thì chúng ta uống rượu. Uống nhiều vào. Nếu cô nương không chê. Nghìn lượng hoàng kim của Mạnh Mỗ lúc nãy, cứ lấy giá như cũ đi. Giá đó. Uống rượu đi, tự khắc sẽ tốt lên.
nhưng có thể cho ta hôn môi, cảm nhận hương thơm của cô nương được hay không? Đông lâu chủ, tiểu nhị, lâu chủ, rượu này ở đâu mà có? Hồi bẩm lâu chủ, là rượu mơ của rừng mơ Bạch Lý dưới núi Tùng Sâm. Rừng mơ Bạch Lý, khí hậu ở đây vừa lạnh vừa khô, cây mơ từ đâu mà có chứ? Lâu chủ có điều không biết, vốn dĩ núi Tùng Sâm cái gì cũng không có. 2 năm trước bỗng nhiên có người đào giếng khai mương, mang theo giống mơ này nên mới có rừng mơ Bạch Lý. Hai năm trước, vậy ngươi có biết người nào trồng mơ, người nào ủ rượu mơ không? Lâu chủ, chuyện này tiểu nhân không biết, chỉ biết Kiều Yến Lâu có đặc biệt nhập một lô rượu này. Dương gia, Dương phi vì mừng sinh thần của người đặc biệt ủ 2 giò rượu. Dương gia, là 2 giò rượu này nè.
Bỏ sổ sách xuống, ăn sáng nào. Nào. Hai đứa nhỏ nhà chúng ta hôm qua lại thức khuya, phải đợi lát nữa chúng nó mới dậy. Nào, vừa sáng Tắc Doãn đã ra ngoài thua tiền rượu rồi. Hiếm khi có một buổi sáng nhàn nhã, chỉ có hai tỷ muội ta. Đúng vậy, hiếm khi được nhàn nhã, nhưng cũng nhớ những lúc ồn ào trộn rộn. Xính Đình, chúng ta thực sự phải chuyển đi sao? Sau khi muội làm mẹ, trong tâm trí của muội đều là Trưởng Tiếu. Không thể để Trưởng Tiếu lại gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Ta hiểu, Trưởng Tiếu là mạng sống của muội, giống như Tắc Khánh là mạng sống của ta vậy. Xính Đình, ngày mai Tắc Doãn thu tiền mẻ rượu cuối cùng, chúng ta sắp xếp chuyện này luôn. Ông ấy đói xỉu rồi, đi pha chút mật ong đi tỉ. Được. Nước đây. Nào. Nào, đại bá. Đại bá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Các cô là ai? Ta đang ở đâu đây? Ông ngất trước cửa nhà bọn ta. Ân nhân à, ta tạ ơn cứu mạng. Nào, đại bá, từ từ thôi. Đại bá, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ở đâu là xảy ra tai ương vậy? Không phải là do thiên tai, mà là do tai họa con người gây ra. Quân Bạch Lang đang điên cuồng cực độ. Thôn dân chúng tôi đã bị quân Bạch Lang cho mồi lửa đốt sạch. Những người có thể chạy trốn đều chạy trốn cả rồi. Quân Bạch Lang đi đến đâu giết người cướp phá đến đó. Chúng đã sắp tới núi Tùng Sâm rồi. Bạch cô nương, cô mau đi xem đi, xảy ra chuyện rồi. Nào, cảm ơn, cầm lấy. Cảm ơn. Cẩn thận đấy. Ăn đi, nào. Cảm ơn, cho này. Cảm ơn, cảm ơn. Nào, cầm lấy ăn đi. Chén đây. Nào. Dương Phượng, trước khi chúng ta đi, muội nghĩ phải gặp thôn trưởng một chuyến. Chúng ta không thể đi như vậy. Muốn đi, mọi người trong thôn cùng đi. Ta đi với muội. Được. Vị đại ca này, cho ta hỏi đường. Được. Kêu hỏi, huynh có biết nhà của chủ rừng mơ dưới núi ở đâu? Huynh nói nhà của chủ rừng mơ à? Nhà của họ ở phía trước, cứ đi thẳng theo đường này là đến rồi. Được, đa tạ. Trưởng Tiếu, mau qua đây. Đến đây. Nhìn lên trên kìa. Thank you.
là người xấu sao? Con làm vậy rất là nguy hiểm biết không? Bánh xe nước này là cha ta làm đấy. Là mẹ ta làm. Bánh xe nước này được làm rất đẹp. Người làm ra nó chắc chắn rất thông minh. Mẹ ta thông minh. Được rồi, về nhà thôi. Mẹ sẽ lo lắng đấy. Dạ được. Trưởng Tiếu, chúng ta về nhà. Cho ông. Mẹ bảo có ơn phải báo. Các vị hương thân, chúng ta vào nhà nghỉ một lát. Được được. Đi, vào nhà. Nào nào nào, vào nhà đi, vào đi. Được thôi. Vào nhà thôi, vào nhà nghỉ ngơi. Nào, mọi người vào nhà đi. Đại ca cho hỏi, đây là nhà của chủ rừng mơ phải không? Ngươi là ai? Sao ngươi biết được bọn ta sống ở đây? Đừng căng thẳng, ta không có ác ý. Ta là thương nhân đi thu mua rượu, vô tình nếm được rượu mơ của các người, muốn xin gặp chủ nhân của các người bàn chuyện làm ăn. Rượu mơ trong năm nay của rừng mơ Bạch Lý đã sớm bán hết rồi. Vị đại gia này xin về cho. Chờ đã đại ca. Có thể cho tại hạ hỏi gặp được người ủ được không? Loại rượu mơ này là do ta với vợ ta ủ. Ta chính là chủ nhân của rừng mơ. Người muốn nói gì? Nói đi. Thật vậy à? Tất nhiên là thật rồi. Chuyện này còn có thể giả được sao? Vậy thì thôi. Không tiện. Sao ngươi còn xông vào đây? Hay là như vậy? Ta muốn mua hết rừng mơ. Không biết. Không bán. Rừng mơ này chúng tôi không có ý định bán. Mau đi đi. Một vạn lượng đủ không? Đủ để huynh mua cả ngàn sào ruộng đó. Ta nói rồi, không bán không bán. Ta nói này, ngươi rốt cuộc có đi không? Ngươi còn không đi. Ngươi. À, hắn thúc thúc. Tại hạ lỗ mãng mạo phạm, xin thứ lỗi. Nào, A Hán thúc thúc, người lúc nãy có phải là người xấu không? Không cần biết hắn phải là người xấu không. Sau này phải nhớ, nếu như con gặp người này thì phải trốn xa ra. Nhớ chưa? Trương Tiếu, nào. A Hán ca. Dương Phượng, có thấy bọn trẻ đâu không? Bọn chúng vào rừng mơ chơi rồi. Hai đứa nhỏ chơi rất vui. Bạch cô nương. A Hán ca, sao vậy? Lúc nãy có một người đến, tướng mạo đường đường, ăn mặc đẹp đẽ, biết võ công. Hắn nói là người buôn rượu, muốn bàn chuyện làm ăn với phu nhân. Nhưng theo ta thấy, hắn không giống người buôn rượu. Ngôn từ, cử chỉ rất lạ. Cho nên
Hành vi kỳ quái, biết võ công. Có khi nào là Hà Hiệp không? Quỳnh Mao đi dắt mấy đứa nhỏ về. Được. Trưởng Tiếu, Cát Khánh. Trưởng Tiếu, Cát Khánh. Trưởng Tiếu, Cát Khánh. Trưởng Tiếu. Gì? Mẹ. Nào. Gì? Cát Khánh. Mẹ. Trưởng Tiếu. Hai đứa nghịch ngợm này chạy đi đâu vậy? Đi về với ta. Đi thôi. Nào. Nhanh lên. Nhanh lên chút. Đi đi đi. Bên kia còn kìa. Cái này lấy rồi. Đến đây. Được. Nào nào nào. Lão gia, đồ đạc chuyển đi gần hết rồi, chúng ta đi được rồi. Được, người dẫn người nhà đi trước đi, ta phải vào cung một chuyến. Lão gia, chuyện này Hà Hiệp đối xử nhị gia như vậy, hắn rõ ràng là nhắm vào người. Đợi hắn quay về dân an mà người còn không đi thì chẳng phải là tự mình đẩy vào chỗ chết sao? Trước khi lâm chung, Tiên Dương có dặn dò xin ta xem công chúa như con ruột của mình. Nếu ta đi rồi, công chúa ở trong cung sẽ bị cô lập mất. Lão gia, bây giờ công chúa đã lớn rồi, đến nay không cần lão già này nữa. Lúc còn nhỏ khi nó sợ thì sẽ chui vào lòng ta, ôm chặt dính vậy đó. Mau đi đi, dẫn tất cả mọi người đi đi. Mau đi. Được, đi đi. Ai cũng đừng hòng đi được. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống.